Minasan, konnichiwa, Nhật ngữ Hoa Sen xin kính chào tất cả quý bạn và các vị đến với chương trình dạy ngữ pháp sơ cấp tiếng Nhật ngày hôm nay. Với chủ đề ngày hôm nay là sau khi đến Nhật thì tôi mới bắt đầu việc học tiếng Nhật. Chúng ta có ngữ pháp sau đây: Vete kara, vemas, ý nghĩa sau khi hành động thứ nhất kết thúc thì hành động thứ hai mới được diễn ra. Thời của câu do động từ cuối quyết định. Nihon ni kite kara Nihon no bengo wo hajimemashita. Sau khi đến Nhật Bản thì tôi mới bắt đầu việc học tiếng Nhật. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tìm ra điểm khác biệt giữa VT VMAS và VT kara VMAS nhé. Ở tình huống này chúng ta có Kanozo ni atte kohi wo nomimasu. Tôi gặp cô ấy rồi cùng cô ấy uống cà phê. Thật là vui nhỉ. Nhưng ở một câu này, sau khi gặp cô ấy rồi thì tôi đi uống cà phê một mình. Kanozo to atte kara kohi wo nomimasu. Đây chính là điểm khác nghe lớn nhất giữa VT và cấu trúc VT kara ngày hôm nay. Đã 5 giờ rồi, chúng ta cùng kết thúc công việc và đi nhậu thôi. Yeah! Shigoto ga owatte kara osake wo nomimasu. Tôi tắm rồi thì mới đi ngủ. Sawa o afite kara nemasu. Hôm nay bài tập thật là nhiều. Phải làm xong bài tập rồi mới được chơi game. Shukudai shite kara game o shimasu. Minasan, jugyo ga owatte kara nani o shimasu ka? Komento shite kudasai. Mọi người sau khi kết thúc tiết học thì các bạn thường làm gì? Hãy để lại bạn của mình dưới comment nhé. 最後まで見てありがとうございました。じゃあねー。